Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Cơ. Dạ. Trắng thì vẫn thích hơn vậy. Trắng thích hơn bởi vì em nói cầu được ước thấy mà. Kia là dư sức luôn rồi. Phải nói là dư sức dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn, nói cho em biết. Anh đây tin. Mời nhà trai. Rồi, nhà gái mình giới thiệu một chút về bản thân nào. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyễn Linh và chào khán giả xem đài. Chào bạn nam bên kia. Rung quá hả? Dạ. Không có gì rung hết á. Tên tên gì nào? Em tên là Lê Thị Bảo Ngọc. Năm nay 29 tuổi. Đang Bảo là Ngọc hả? Dạ. Đang là điều dưỡng nha khoa. Hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mời về nhà trai. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Anh Huy, sinh năm 93, quê quán là ở Tiền Giang, hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiền Giang huyện nào? Ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chợ Gạo rồi. Dạ. Mình làm công việc gì? Hiện tại em là đang kinh doanh tự do ạ. Về kinh doanh tự do về cái gì? Cà phê rang xay ạ. À, mình bán ở đâu? Hiện tại là em làm ở chính ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở chính là ở quận 9 luôn. Quận 9 luôn. Dạ. Một người Phú Nhuận, người ở quận 9. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Ưu điểm của em là người vui vẻ, tính tình thẳng thắn, thật thà. Rồi cũng có tính tự lập, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hơi bừa bộn một xíu. Bừa bộn, trai mà bừa bộn sao chứ. Sao không sao được, ai cũng phải gọn gàng hết cưng ha. Ơi, đâu phải lúc nào cũng gọn gàng đâu. Kỳ cục. Có lúc bừa bộn, có lúc gọn gàng. Đúng rồi. Chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Trời ơi, phải gọn gàng chứ, mai mốt còn phụ vợ, với lại nhiều khi con cái vô mình phải làm gương cho con chứ quá bộ. Quá cũng được đâu. Trời, ông nó bởi vì ông dễ dãi quá Linh à. Mình nói cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi, đừng có nói là bừa bộn nữa là tôi xỉu liền nha. Dạ, ưu điểm thì em khá vui vẻ, khá lạc quan, biết lắng nghe, chăm sóc và nói chung là thích nấu ăn. Dạ, thích rồi. Nấu ăn may vá. Rồi dạ. Còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm thì mau quên. Mau quên thôi. Dạ. Có gọn gàng không? Dạ, cũng hên xui. Hên xui kìa, trời ơi. Hên xui. Giống như bên kia y chang luôn đó Linh à. Mình đã có mấy mối tình rồi vậy? Dạ, có một ạ. Có một mối tình. Dạ. Kéo dài bao nhiêu năm? Dạ, chỉ có vài tháng thôi. Vài tháng thôi, cách đây bao lâu rồi cưng? Dạ, 2 năm rồi. 2 năm rồi, lý do sao chia tay? Kiểu như quen xa với lại kiểu như cũng không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Vậy đó, có vài tháng thôi. Dạ. Mà chừng đó năm rồi. Dạ. Chừng đó năm rồi mà chưa có người yêu mới luôn. Bởi vì em cũng khá bận. Dạ, bởi vì trước đó là nói chung là bận từ 5 giờ cho tới 9-10 giờ đêm lận. Cho nên là cũng không có thời gian quen ai. Rồi, hy vọng là hôm nay là mình sẽ bước sang một trang mới ha. Dạ. Bên kia làm sao ạ? Mình có mấy mối tình rồi, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, em có là một mối tình chính thức rồi. Là cũng là bạn đó cũng cùng quê, gặp nhau qua cuộc đi chơi với người bạn. Rồi mình thấy mình cũng như hợp nhau á. Mình tìm hiểu nhau. Bao lâu? Khoảng hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Dạ. Rồi sao chia tay? Rồi thì trong quá trình tìm hiểu thì cũng có những mâu thuẫn rồi thấy không hợp nhau nên chia tay nhau. Bên kia là yêu xa, bên đây là yêu gần. Nói chung là xa gần gì mà không có đủ tình yêu không lớn thì không bao giờ đến nhau được. Đúng tóm rồi. Lại là có duyên, có nợ, có đủ cái lớn tình yêu thì ở đâu ta cũng yêu nhau cả. Ngay cả gần mình không đủ duyên nợ cũng chia tay đúng không? Thôi, bây giờ mình sẽ tướng tới tương lai. Đúng rồi. Bây giờ bạn gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em gái? Dạ, miễn sao cao và to nghe em được rồi. Cao to nghe em hả? Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ, mét 55. Mét 55. Dạ. Rồi. Rồi. Yên tâm. Rồi tính tình thì như thế nào? Nói chung là hiền một xíu, trưởng thành một xíu, với lại biết chia sẻ cho em. Ví dụ như trong cuộc sống có gì thì chia sẻ hết. Rồi có cần phải đẹp trai giống ai không? Dạ không, em nhìn thấy được là được. Để trưởng thành có được xíu không nha. Đúng không? Dạ vâng. Trưởng thành xíu bên đây, trưởng thành hơn xíu được không? Dạ được. Ở đây cũng chững chạc lắm rồi nha. Chị qua chị coi thử. Coi chàng trai bên đây đi. Đó. Trời. Em chờ chị. Phong độ nha. Yên tâm đi, bên đây người ta cao lắm. Em cao mét nhiêu em? Khoảng 1m7 hay gì. Trời ơi, tới 1m7 lận. Dạ. Đó, mình yên tâm đi, mình chững chạc hơn xíu nè. Cái chỉ tiêu của em nó cũng không phải là cao lắm ha. Dạ. Rồi còn mình thì sao? Cái tiêu chí của mình, cái mong muốn của mình với người bạn gái như thế nào cưng? Tính tình thì hiền lành. Hiền lành.
Thấy bé này quá hiền luôn á. Quá hiền. Hiền quá trời hiền luôn á. Hiền quá tốt. Ừ. Cũng chịu chia sẻ với nhau chứ đừng có là giữ hết trong lòng. Thì cũng biết một xíu về nội trợ và gia đình. Nội trợ gia đình biết không cưng? Dạ biết ạ. Biết. Dạ. Rồi còn cái ngoại hình thì như thế nào? Em thích ngẫu người tóc, để tóc dài. Yên như xinh xắn xíu là được. Xinh xắn xíu mà hơn xíu thì sao? Xíu thì quá tốt vậy. Quá tốt đúng không? Đó. Nước da em muốn trắng hay là nâu nâu? Da thì sao cũng được chị. Sao cũng được phải không? Thì mà ở trong mát riết là nó cũng trắng thôi chứ không sao anh. Hả? Bây giờ có nâu nâu thì ở trong mát riết là nó cũng trắng. Anh Quyền Linh anh ở trong nắng anh cũng vậy. Anh không bao giờ trắng được. Nói cho em biết điều đó. Anh bị chiếu đèn nhiều quá nên ngày nào cũng chiếu đèn hết trơn. Tôi ngày nào cũng chiếu đèn, lý do gì tại sao tôi trắng? Tại vì nó xài son phấn nhiều quá đó. Mắc cười quá, tay chân mà xài son phấn hả? Bởi vì em phải xác định là em thích da trắng hay là da nâu. Thì chị sẽ bật mí cho em biết. Thì em nói trắng thì nói cũng thích hơn vậy. Trắng thích hơn, bởi vì em nói em cầu được ước thấy mà. Kìa là dư sức luôn rồi. Phải nói là dư sức, dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn. Nói cho em biết, hôm nay em đi với ai? Dạ em thì em làm có một mình, em chỉ đi một mình không. Trời ơi, vậy là bên đó là phải đại diện rồi. Để tôi lo Linh cho. Với đại diện rồi. Bên đàn trai tôi dân Linh Tiền Giang mà. Linh nói chút cảm xúc về bên nhà gái cho bạn trai nghe đi. Một cô gái rất là xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ nha. Giọng nói đặc trưng dễ nhớ ha. Và một nước cái da. Đôi mắt to, nước da trắng ha. Đó. Tóc nó có màu khá khá đen chút xíu. Nhưng mà là ngang vai đúng ngang không? Ngang vai. Nói chung một gương mặt rất là có hậu. Phúc hậu đó. Đúng. Yeah. Và cơ hội của hôm nay, của ngày hôm nay của em mà em không chụp được đó là do em đó, nghe không? Đó. Dạ, cái này em cứ cố gắng. Mình gái đi dai vậy. Em mới vào Đà Nẵng vào cho nên là cũng chưa sắp xếp được. À, mới Đà Nẵng vào cho nên là cũng là bên đây là cái người đại diện luôn. Rồi. Ha, và tôi cũng nói cho nhà gái biết là một chàng trai này là một người dáng người chắc, roi roi, cao. Và một người đàn ông là có một khuôn mặt rất là nam tính. Và có cảm giác là bạn này là một người gọi là không phải là người mà hay nói nhiều, mà là một cái người mà hướng nội một chút xíu. Một người hiền lành luôn. Hiền lành và hướng nội. Đó, thì theo chị thì là hai đứa đã đến đây giống như là một cái duyên. Thì thôi thì cho nhau một cơ hội nha. Đó, và xin hết ạ. Mở ra. Rồi, hai đứa thấy hợp nhau lắm đó. Mình mở rào mình nói chuyện nhau chút đi, nếu mà thấy được cảm nhận đây là một nửa yêu thương của mình nên bấm nút. Anh thấy vậy nha. Dạ. Yeah. Rồi mở rào. Bước qua luôn. À kìa, em đứng lên chào, nhận chào quà bạn. Nào. Mình có một món quà mình muốn tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Để hoa đây, mở quà bên đó trước đi. Đây là cái túi thơm trong đó có cà phê là mình làm, là mình làm bên cà phê. Còn đây là cuốn sách nè, mình thật sự là mình cũng không có hay đọc sách lắm, mà ngẫu nhiên mình thấy một cái cuốn sách này, nó cái tựa đề nó rất là hay, cũng nhắn gửi cho bạn như cái lời của tựa sách là mình sống thật với bản thân mình và sẽ hạnh phúc sẽ đến với bạn. Dạ, anh với em đi sao bạn bè nó khách sáo quá cưng, anh với em. Dạ cảm ơn. Rồi hai đứa làm như mua quà chung chỗ hay sao vậy? Em thấy cũng bất ngờ. Mua chung chỗ cái hộp y chang à Linh. Hồi đấy rồi. Dạ, cảm ơn bạn. Mình sẽ phép mở ra ha. Dạ. Tính mới tặng cà phê nữa. Dạ. Cái này em tặng anh bộ sản phẩm về răng miệng. Dạ. Nói chung là tặng thì tặng vậy thôi, chứ còn ví dụ như cái phương pháp đánh răng và cách dùng chỉ tơ các kiểu thì có thể hướng dẫn sau ạ. Cảm ơn bạn nhiều. Dạ. Hướng dẫn dùng sao? Đánh răng thì em biết rồi. Em biết rồi đúng không? Nhưng mà gái nhỏ đánh răng đúng cách nữa đó. Rồi hai người quay ra nói chuyện trực tiếp nào. Mình quay ra mình nói chuyện nào. Cảm nhận về nhau đi, coi nãy giờ anh Quỳ Linh với chị Vân nói đúng không? Thì cái ấn tượng đầu tiên thì thấy xinh xắn, cũng là dễ thương. Cũng như cái cách chia sẻ thì cái tính tình này mình cũng hơi tương đồng với nhau. Em có thấy có nhận xét gì không? Nói chung là ngoại hình thì ổn. Nói chung là thấy tính cũng khá giống nhau. Dạ. Thấy tặng hai hộp quà thấy giống nhau là thấy tính cũng giống nhau đó. Không, thật sự thì lúc mà anh chọn cái hộp á, có thấy trên cái hộp nó có ghi cột câu á. Dạ. Là cái cuộc sống mình ngọt ngào.
và hy vọng có điều tốt lành luôn đến với mình. Bây giờ nè, mình hẹn hò thế nào đó? Bởi vì hai bạn là cách xa nhau. Nếu mà hẹn hò thì chắc mình sẽ sắp xếp. Có thể là mình có thể là đi ra được ngoài tới Đà Nẵng. Thì mình cũng hay đi nhiều nơi, cũng công việc cũng có do công việc và cũng do sở thích đi du lịch. Dạ, nhưng mà ở Đà Nẵng là quê em thôi. Còn em hiện đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh? Dạ. Là mình vô đây là bao lâu rồi ta? Dạ được hơn 2 tuần rồi. Là sao? Là mới làm ở đây 2 tuần thôi? Dạ, dạ mới làm ở đây. Nói chung là vừa đi học mà vừa đi làm. Là bạn, nãy mình nghe chưa rõ là bạn học về bên mình gì? Làm bên nha khoa. Nha khoa? Dạ. Hàng gì tặng răng miệng hợp lý. ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể gặp nhau được thường xuyên. Thì hai mình cũng làm ở trung ở thành phố. Dạ. Hai Bình. Đứa đang làm việc ở thành phố mà. Em đang ở Bình Thạnh. Nhưng mà em hơi bù đường. Không biết quận 9 ở đâu ta. Bình Thạnh trong... thì cũng gần quận 9. Thì qua cái cầu Sài Gòn một xíu là tới rồi. Dạ, nhà anh chị em cũng ở quận 9. Dạ. Bạn nam tới nắm tay bạn gái hát bài giao lưu cho nó nhẹ nhàng câu chuyện thôi. Hai đứa vẫn đang ngại ngùng đó. Đấy. Nắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Thôi vậy mình cũng xin tặng một bài hát. Là bài Cathy. Dạ. Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mấy người ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền. Ánh mắt sâu nỗi buồn xa xăm, chuyện tình yêu dâng hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và em hãy Cathy. Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Cơ... Dạ, dạ quay. Ừ, có qua có lại mới tọa lòng nhau chứ. Cứ ngồi đó mình. Dạ, thấy ngồi để run hơn. Em nhìn anh, mình bật cười bên nhau. Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhân. Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh? Nói chung là cũng quay lời. Hay mà. Mê nghề lắm, kiếm cái bài ca cũng phải có cái hàm răng ở trong. Dạ, cũng đam mê. Đó, hàm răng thưa nụ cười đó. Một giọng rất đặc biệt đó. Thôi bây giờ thì mình hỏi nhau đi, trao đổi là những dự định sắp tới mình sẽ làm gì và một cái tương lai là khoảng bao lâu mình có thể kết hôn. Bây giờ em đang học lên thêm nha. Dạ. Là khoảng bao lâu nữa thì mình hoàn thành cái khóa học nha? Dạ khoảng 1 năm thôi. 1 năm hả? Dạ. Là mình dự định là làm luôn ở thành phố hay là mình về quê Đà Nẵng? Em đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Dạ. Chắc phải có cái gì níu kéo mới ở lại. Dạ chắc phải. Bạn nam hãy nói cái cảm nhận tất cả những gì mình nãy giờ cuộc nói chuyện đó, mình suy nghĩ thế nào, mình nói hết ra cho cô gái biết đi. Mình nãy mình có nói là mình nói thẳng nha. Dạ. Nhưng mà có gì mình chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình thôi nha. Dạ. Đối với nhìn bạn thì thật sự là rất xinh, có học cao và có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Tốt. Nhưng mà tại vì mình á là mình thích cái mẫu người á là hơi bằng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn một xíu. Dạ. Cho nên mình cũng hơi ngại về cái tuổi á. Dạ. Mình chia sẻ thật. Ủa là hai bạn này bằng tuổi hay là sao? Là em nhỏ hơn. Ủa em nhỏ hơn bạn này. Em sinh 93, bạn chắc 92. Nhỏ hơn 1 tuổi hả? Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Trời ơi, cái đó nó vô thế luôn rồi. Nãy giờ anh thấy rằng hai bạn rất là hợp nhau nhiều thứ. Còn quan trọng là con tim có hợp hay không là chỉ các bạn mới biết thôi. Điều đó sẽ minh chứng bằng nút bấm. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng trái tim của mình nha. Rồi, 1 2 3 hết thời gian. Tôi đã thấy có lẽ rằng chưa có duyên với nhau. Thật sự á, nếu như hai bạn mà tìm hiểu nhau, tôi nghĩ đây là một cặp đôi đẹp. Nhiều cân nha. Đừng có ngại gì em trai. Mình có nhỏ tuổi hơn hay là gì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái người đối diện họ hợp với mình về tính cách,
hợp với tất cả mọi thứ, tuổi không là gì cả ha. Và tôi tin chắc rằng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái, rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho em trai. Cảm ơn. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép hợp với những cái gì mình đang hướng tới. Chị, mặc dù em bé nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ kiểu như mọi người, là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ chị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ dạ. Khi mà ngồi nhìn bạn nữ, chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. À, chứ không hợp bác sĩ chị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ chị nữa. Thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó. Thì để từ từ mình khám phá nha. Rồi, đàn trai. Dạ. Yeah. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai. Đầu tiên là em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ chào mọi người đang ngồi ở dưới. Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị, 33 tuổi. Và em đang làm cố vấn y khoa cho một phòng khám về chuyên về da liễu thẩm mỹ. À. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Cẩm Chi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty là bất động sản. Em năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Quê thì ở Bạc Liêu ạ. Em ở quận mấy vậy? Dạ em ở Tân Phú ạ. Còn chị ở quận mấy? Dạ ở cũng gần sát bên á, ở Phú Nhuận. Phú Nhuận rồi, về sát bên rồi. Dạ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn. Em thấy mạnh nhất của em á là dễ chịu. Còn điểm yếu của em á thì em hơi lì. Nhưng mà em thấy bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt. Bởi vì em lì nên thành ra em mới có được cái sự dễ chịu kia. Ví dụ như bây giờ mọi người nói chuyện đó là khó vượt qua, khó làm được. Nhưng bởi vì em lì em sẽ làm được chuyện đó. Mà nếu mà lỡ không làm được thì cũng không sao. Nhưng mà nữa có vợ nè. Mà chê lì là mệt lắm rồi đó nha. Thì cũng mong là cái người bạn của mình đó họ cũng chấp nhận được cái chuyện đó. Em lì cỡ nào? Lì lắm, lì ghê lắm. Lì ghê lắm luôn hả? Lì lắm. Nó nói nhiều khi xíu nên Quyền Linh, ví dụ nói chuyện em đi chứ em không nghe lại không nghe. Rồi em nghe em sợ không em? Không lì gì vậy, em dạy lại. Vậy em dạy lại. Rồi. Em dạy lại đúng không? Ừ. Đâu em nói luôn điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thích nghi, thấu hiểu á chị. Mặc dù em bé nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ kiểu như mọi người, là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Có chỉ tiết thủ trong công việc. Mà rồi em có điểm yếu gì không cưng? Chắc là cầu toàn. Tính tình có nóng hoặc có lì như bên bển không? Cái này là không biết là điểm yếu hay điểm mạnh, nhưng mà em cảm giác là em khá là ngoan á, cho nên là thường bị người ngoài bắt nạt, nhưng mà khi mà bồ em thì em bắt nạt lại. Thấy em ngoan vậy chắc không dạy nổi em rồi. Thầy cô bao nhiêu năm rồi, em học đại học rồi đời kia nữa, mà cả 20-30 năm không ai dạy gì hết trơn mà sao dạy nổi. Khó lắm. Nói nghe nè chị ơi. Dạ. Chị em còn chưa nhớ tên anh chị. Dạ. Chị á, em chị á. Bà nghe thấy tên chị là em biết rồi, bên nào chị bên nào, bởi vì dạy khó lắm. Chị mà nó không có chữ bất ở đầu. Yeah. Đó, chừng nào mà có chữ bất thì mình mới dễ sợ, mình sợ đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ chị không thôi. Em nhớ tên bạn này không? Dạ chưa, em nói nhỏ xíu à. Bây giờ tôi thắc mắc nè. Yeah. Bây giờ nhà trai như vậy mà lý do tại sao có mặt ở đây? Trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta chị mình, người ta quyết định bỏ mình rồi. Tới giờ mới ra vậy. Ồ, tại vì bất trị quá đúng không? Em cũng khó nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Em rất là thương cưng, nói chung là sẽ yêu thương đó. Ví dụ xài khổ nhục kế là em có nhường không? Ví dụ giờ ta không nói gì trơn, ta khóc không? Có nhường không? Cho xỉu luôn. Khóc với xỉu thì em ngồi em ngồi coi tivi. Chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? Hồi xưa thì em cũng thì cái chứ em hay nói vậy nè, bàn tay bàn chân đếm là gần hết. Bởi vì thật ra thì nhiều với lại nó ngắn quá. Em gặp người nào cũng rất là ghen, thật sự luôn. Tức là họ chỉ có vui thời gian đầu khoảng 1 tháng này, 2 tháng, cái tháng thứ 3 là họ bắt đầu ghen. Mà mình lúc mà ghen á là không khí nó ngột ngạt. Và em tính em không có chịu được ngột ngạt thiệt sự. Phụ nữ thì em thấy là đa số họ đều rất là kiểu như là thích mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Nhưng mà để kiểm soát người đàn ông thật ra rất là khó. Thật ra là đàn ông nói dối, hay là đàn ông mà họ sinh tật, hay họ giấu giếm, đa phần là bởi vì
người phụ nữ họ quá là khắt khe. Cái kinh nghiệm của em thật ra là những cái của em nó bị ngang xương giữa đường gãy gánh, đa số là gì chị là đó. Như vậy thực ra như vậy là vài cái gian dở mấy chục cái lên đên rồi đúng không? Ừ. Qua đây, đi qua đây nè, nhanh lên. Đây cô bé rất là mong manh. Trời ơi, cái này là chỉ có xỉu thôi chứ không biết dạy kiểu gì nữa đó. Gương mặt rất là khả ái ha. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức. Có đếm đủ 10 ngón tay không? Chắc hơn rồi. Em không nhớ, nhưng mà có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 7 năm. Và trong vòng từ 7 năm đến nay thì em không quen ai nữa. Lý do? Cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng mà cái cảm giác mà họ mang đến cho em á, em không có cảm giác được an toàn á. Theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ, cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á, là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ anh thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là muốn tạo thu hút với em mà. Tại vì khi mà gặp nhau, kiểu anh đã không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết là... Anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Dạ. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Suy nghĩ là khi mà một người đàn ông nào đó, khi mà người họ hiếu thảo với gia đình họ, thì sau này có khi mà lấy em về á, thì cái khả năng á, hiếu thảo với bên nhà em. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng về em, có em cảm giác là em đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Chị ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha chị nha. Dạ. Dạ. Là có nhiều cái điểm mà bạn đó nói thì nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, nó làm sao em? Khi mà em yêu anh lâu ngày khi mà thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Ừ, tại em biết sao không? Anh cũng coi chương trình một vài tập á, thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á, là ví dụ bây giờ là cái mở màn ra, cái em thấy em cũng khoái anh cũng khoái em rồi, cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á. Thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em rất là muốn em có bồ. Em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân, với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn. Chưa nhớ tên anh luôn hả trời? Không, em nhớ tên nhưng mà cái kiểu em muốn kêu vậy. Thế mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lét. Là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là hôm nay có bồ chưa. Mà ngày nào cũng gọi cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được. Nói chung là bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự. Thế là mẹ em cứ đếm từng tháng là sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa, thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ. Bị ế là mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là đó, em... Ý anh là hiếu thảo là vậy đó, chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Ví dụ như mình hiếu thảo là mình cứ phải cứ mẹ mình, cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không? Ý anh vậy thôi. Anh không nghĩ anh là bất hiếu. Ví dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân, anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự, ví dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Trong cái chuyện tình duyên cũng vậy, trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý. Anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không, có hiếu thảo hay không? Dạ theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải là không hiếu thảo. Bên đàn gái đi với ai? Em đi. Dạ, với em đi với ba người bạn thân của em ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khôi xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả các bạn khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì Cẩm Chi là bạn thân của Khôi ở trường đại học. Thì Chi ơi, Khôi thì Khôi cảm nhận chàng trai bên đây là một người đàn ông rất là cởi mở, vui vẻ và phóng khoáng. Khôi nghĩ là khá ổn, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Thì đi với ai? Anh lộn tên em nữa rồi. Em đi với lại em trai của em. Em ruột? Nói chung là một cái mối quan hệ rất là lâu rồi, bởi vì em đã làm trợ lý cho em trong suốt thời gian qua. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con là Trọng Duy, là trợ lý của bác sĩ Trị. Thì nãy giờ khi mà con ngồi con nhìn á, thì con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ Trị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ dạ. Khi mà ngồi nhìn chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn.
À, chứ không hợp bác sĩ trị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ trị nữa. em nó hay nói anh Đức Quỳnh Lương Sâm nó xài từ an toàn á, cái từ đó không có tích cực lắm đâu. Bởi vì khi mà mình làm mình không có nghĩ đến gì mới á, thì em mới kêu là thôi tụi em an toàn quá vậy, sống an toàn hoài vậy làm sao mà thì phát triển giờ đó. An toàn là sao? An toàn sao này, kỳ quá, nói vậy thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó, thì để từ từ mình khám phá nha. Vân thấy mở rào được rồi đó, cái ca này hơi đặc biệt á. Rồi nào, mở rào. Đừng có qua khám nha bác sĩ. Bắt đầu đi. Cái này là quà. Dạ. Anh mở ra đúng không? Anh mở ra đúng không? Sách, em đúng là cô gái văn chương rồi. Những chuyến tàu mùa hè. Bên trong này. Ồ, có một cái thiệp. Có một cái thiệp nữa, đúng rồi, anh thấy có cái thiệp. Đây, cái thiệp đây. Ở trong, anh mở ra. Ôi cha. Cái này cũng giống em lắm nên. Đây. Anh đọc đi anh. Dạ. Xin chào. Rất vui được gặp anh trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp này. Gửi tặng anh quyển sách em thích và những chuyến tàu mùa hè sắp tới của em. À, cảm ơn em. Anh thì còn là có một cái món quà nhỏ xíu. Anh không an toàn cho tới thời điểm này á, thành ra là em cũng đừng quá ngạc nhiên khi kiểu món quà của anh, nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì hết trơn hả? Không cũng được. Nếu mà em thì em nghĩ cái này là như thế nào? Ở trên đây có trái tim thì chắc em nghĩ là anh sẽ để trái tim của anh vô đây. Em suy nghĩ theo cách rất là văn chương. Khi mà mình gặp nhau ở đây, anh không nghĩ là cái thời gian ngắn ngủi của chương trình này nó đủ để mình tìm hiểu. Anh nghĩ là với cái hộp rỗng này nè, thì nó sẽ dành chứa đựng cái thời gian mà sau này mình có thể có nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Và đặc biệt là anh sẽ mời em tới cái chỗ của anh để biết nhiều về anh hơn. Cảm ơn. Okay. Rồi hai bạn cứ trao đổi với nhau đi nha. Em chào anh. Mình mới ngồi xa vậy. Okay. Anh thấy em sao? Em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. em bắt đầu, anh thường để cho phụ nữ bắt đầu câu chuyện trước. Em bị khớp. Kiểu như tại vì công việc của em thì hay đi, nói chung là em đi sự kiện đồ này nọ, cuối tuần đồ thì có ảnh hưởng. Ví dụ như là khi mà chúng ta hẹn hò thì sẽ tần suất gặp nhau thì như thế nào? Cái công việc của em thì thời gian rất linh động đúng không? Dạ không linh động ạ, vì em làm bất động sản á, cho nên là thường đi vào cuối tuần. Thì với anh thì cái chuyện với lại là ở nhà, kiểu như em ở trọ 10 giờ đóng cửa rồi, em đi phải đi rất về rồi rất là sớm. Nói chung là rất nhiều cái gọi là trở ngại đúng không? Dạ. Thì anh cũng chia sẻ với em, thực ra là anh là một người bắt đầu có cái sự nghiệp riêng rồi. Dạ. Với anh không có làm gì hành chính. Thời gian đối với anh, nó không phải là thời gian nó quá là trống, nhưng nó linh động hơn những người khác. Dạ. Nhưng mà khi mà yêu nhau thì em muốn là thời gian đầu là phải gặp nhiều. Anh nhường em, còn anh khi... có thể gặp bất kỳ lúc nào em muốn. Dạ. Ừ. Gần như mọi người nhiều khi nhìn anh họ tưởng anh là thất nghiệp đó chứ. Ừ. Sao? Anh có biết hát không? Một chút xíu. Thì anh có thể tặng em một đoạn cho một bài hát nào đó anh thích được không? Ừ. Bé em muốn nghe liền bây giờ không? Hay là mình nói chuyện hồi nữa xong rồi tới lúc mà đỉnh điểm của cảm xúc thì anh hát cho em nghe. Em thích sao? Anh cũng dường hết. Anh nói chuyện cũng được. Anh hỏi em đi anh. Anh không biết là với em thì những cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em, những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói. Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về. Có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tận nhà coi luôn là em đã vào cái thế bí rồi. Chứ thật ra em không tin. Nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không? Dạ, 5 tuổi. Tí, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. À, mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Em nói em không tin. Nhưng anh hỏi thì để biết là em còn nhớ không? Bởi vì ví dụ như cái gì anh không tin anh sẽ không nhớ. Nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Không, thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em. Thật sự thì
em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, phụ nữ không nên thông minh quá, phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình, thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người, nói chung là những người cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu, có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Nếu anh nói với em là anh chưa đủ để em có thể dựa hoàn toàn vào anh, em vẫn phải đi bán bất động sản mỗi ngày mỗi tháng, em vẫn phải chốt từ 2 tới 3 căn hộ. Dạ, em không phải làm sale anh. Hả? Em làm marketing thôi. À, như vậy thì em phải có một cái áp lực là em phải hỗ trợ mấy bạn sale bán một tháng phải 10 căn hộ, ví dụ vậy. À, thật ra là em cũng là người độc lập. Khi mà quen thì em cũng sẽ không cần bạn trai phải chu cấp toàn bộ cho em. Có nghĩa là em sẽ tự lo được. Ngay cả chuyện mà khi mà em kết hôn rồi á, thì em cũng sẽ không có cái chuyện là sẽ nghỉ ở nhà để cho chồng nuôi. À, thì đúng là như vậy đâu, cũng cái điểm rất là hay. Lương anh chỉ độ 10 triệu đổ lại thì em nghĩ em có chọn người gì không? Cái đó là tùy thuộc vào anh có làm cho em muốn ở bên anh hay không thôi. Chị nghĩ là đã đến lúc mà tụi em phải trước là tặng cho nhau món quà về tinh thần. Anh cũng nói là anh chuẩn bị đó cũng kỹ. Hôm nay thì anh có một bạn theo đàn cho anh nữa. Thật ra là anh muốn tự đàn, nhưng mà anh sợ là lúc lên đây gặp em anh run quá, anh đàn bị hư, anh sẽ hát tặng cho em. Dạ. Đây là một bài hát được viết bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích. Có thể đó nắm tay bài, tùy theo cảm xúc nha em. Chắc là quên lời sao ta. Em đánh thêm vòng nữa đi anh quên lời rồi. Rồi sắp rồi, sắp rồi. Có phút chốc bỗng thấy giấc mơ về em, có lẽ mắt đó khiến anh không thể quên. Tiếng nói ấm áp vẫn cứ vang trong tim thương, em đã xa rồi, không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn thấy em ở bên, cho em vuốt khẽ mái tóc rối đôi bờ môi. Anh muốn rất muốn nói những tiếng yêu cùng em, vì yêu là rất nhiều, vì yêu là yêu mãi. Nhưng chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra khi em xa anh, vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua. Em đang nơi đâu, có nghĩ về anh dẫu chỉ vài giây, dù thời gian vẫn cứ trôi theo tựa mây. Baby, hãy đến với anh một lần ôi, hãy cho tiếng yêu anh trao người. Dù lần đây là lần cuối, anh sẽ nói hết cho mai. No. Hãy đến với anh một lần thôi, và cho hết những phút sai lầm. Anh hứa trọn đời mãi bên em, chẳng khiến em buồn đau ai em. Da 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 da. Anh hát hay quá. Hay ha. Bác sĩ nhiều tài quá bác sĩ ơi. Em đã từng tham gia Việt Nam Idol vào tới top 7. Wow. Vòng chung kết. Rồi. Thật sự là nói thật sự thì chúng tôi đã dành thời gian các bạn rất là nhiều, nhiều hơn những cặp đôi khác luôn. Để các bạn có thể trao đổi, để hiểu nhau nhiều hơn. Để tay nút bấm đó các bạn. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
Dạ. Ừ, em không bóc. Dạ, em nghĩ là Cẩm Chi á là một cô gái rất là tuyệt vời và hiền lành. Em rất là an toàn. Thì anh nghĩ là một người như anh thì nó sẽ không phải là một cái chỗ dựa quá chính xác cho em trong cái cuộc đời hành trình dài sắp tới. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn bác sĩ, em đã nghiêm túc chính với trái tim của mình đó. Chi ơi, ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn trai có thể bấm nút cho em. Yên tâm, em là cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng rất là thích chăm sóc về ngoại hình của mình. Bởi vì em rất là xinh. Thì anh sẽ có một cái gói đặc biệt dành cho em ở phòng khám của anh. Chỉ riêng em thôi. Chỉ riêng em thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà. Chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi khác đó, em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời, sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. À em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết. À, khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. À vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Xin mời nhà gái. Để đây mà đấy. Yeah. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh. Và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời bạn gái. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia. Em chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đêm nay ta đầy đủ dễ sợ luôn đó. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mỗi người khác nhau thôi. Thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi li tính toán . Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí. Cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước. Em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Ông thường bị cái đó. Dạ, theo anh nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Cái tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi. Chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi khác đó, em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời, sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi chị, cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Anh nói với em là dạ em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên dạ, là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dễ thương quá à. À, được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn? Dạ, chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. Lãng cái trời, phải nói sao chứ tự nhiên nó vừa mới tỏ tình tao nói chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc, cái em xin bạn nữ cho em nắm tay.
Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời, kiểu này là dính chắc rồi. Bước một thành công, em chuyển sang bước hai liền, em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em làm bạn gái của anh nha, em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết, bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau, bạn nhắn cho em một cái tin nhắn. Bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi, mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp. Và bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống, em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực, ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định, và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết. Em hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi, và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công ty em làm chủ, em làm chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì? Ông mới sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em, quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập, không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Là thứ nhất là bạn trai không hút thuốc. Dạ em không hút thuốc ạ. Thấy chưa? Không hút thuốc. Thứ hai là bạn trai không có, có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết, nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào, từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu, nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu cơm ăn, gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng không? Dạ. Còn về ngoại hình thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em ngon dương hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè? Dạ 58. Tới 58 lận. Tới 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mảnh khảnh. Rồi, có luôn. Luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người. Trời ơi. Hỏi coi bên đó đi với đây, dạ hôm nay em đi với mẹ, với lại chị gái và bạn em, bạn thân em.
Trước hết là xin chào hai em sinh duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Ba mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á, con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn bạn nam đúng không, bạn thân, rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn, mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa, bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa? Dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á. Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chị nghĩ là bạn bè thôi ạ. Có khi có những thời gian cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn một năm, gần hai năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài, ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Mở ra. Đã, quay qua kìa cưng. Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận, chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc. Thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em nghĩ em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm. Thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em, nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này. Nhưng mà anh có đồng ý tham gia với em một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và một phong bì là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một phong bì bấm nút và một phong bì không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi như cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ, không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ không? Chơi được không? Em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết. Dạ rồi. Gái bên kia không? Anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. Khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. Vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu. Màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ
thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? À, khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua á, thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á, thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ, chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người, nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi, chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Yeah. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, yeah, cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? Đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ, nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái. Chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dẫu yêu có mơ về anh. Giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. Anh ha. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Dạ, hay quá, đúng không thầy? Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép chứ. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không có đâu, anh tự nguyện mà đâu. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Kìa hỏi anh. Hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng được anh. Được mà, trời tao mập tao phúc hậu mà. Dạ em có món quà tặng anh là nước hoa. Thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. Anh cũng thích nước hoa anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ dạ. Mùi nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy đó. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra anh.
Dạ, cảm ơn anh. Để đây Trinh. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Dạ. Em giới thiệu về mình đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Huỳnh Thị Kim Anh, em 26 tuổi, hiện tại công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng. Dạ. Em làm ở đâu? Dạ, em thì em làm bên quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình hả? Dạ. Vậy là nhà ở thành phố luôn? Dạ, nhà em ở quận Bình Tân nhưng mà em làm việc ở quận Tân Bình. Dạ. Rồi. Rồi, xin mời em trai. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào quý khán giả. Chào bà Kim Anh. Em tên là Thanh Nhã, năm nay em 32 tuổi. Em sống và làm việc tại Long An. Em làm gì Nhã? Dạ, em làm quản lý chất lượng sản phẩm. À, chất lượng sản phẩm, tức là về kỹ thuật đó đúng không? Dạ đúng rồi. À, em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Long An. Dạ, em làm cũng ở Long An luôn. Nói em chung là một người thành phố, một người Long An. Từ đây đến Long An gần mà em ha. Dạ, em có hay xuống Long An chơi không? Dạ, em cũng ít đi lắm. Nhưng mà đi chắc cũng tầm tiếng, tiếng hơn. Ồ. Dạ. Đâu bây giờ em nói thử cái điểm mạnh, điểm yếu của mình coi. Điểm mạnh của em á là em giao tiếp tốt. Tại vì công việc của em là thường xuyên giao tiếp với khách hàng á. Còn điểm yếu của em á là em hay ăn nhiều, ngủ nhiều. Trời, cái đó đâu phải điểm yếu đâu. Điểm hơi yếu yếu xíu thôi. Ăn nhiều, ngủ nhiều là tiên mà. Dạ. Với lại gặp thường là gặp người lạ mà em chưa quen biết thì em cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà nói rồi thì em nói hơi bị nhiều quá. Dạ. Bạn nam bên kia ơi. Dạ em nghe chị. Dạ em nghe chị. Em có ăn nhiều ngủ nhiều giống như Kim Anh bên đây không? Chắc có. Chắc có. Có hả? Có. Khẳng định luôn hả? Ăn nhiều hơn. Dạ. Em ít ăn lắm chị, nhưng mà ăn gì là cơ thể nó hấp thụ hết rồi chị. Trời ơi, sao vậy, là em giống chị đó. Dạ. Rồi, rồi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của em luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là giao tiếp chị, với lại biết nấu ăn, biết làm thơ, biết ca hát. Nấu ăn, làm thơ, ca hát luôn. Dạ, biết chút chút à. Có bao giờ vừa nấu ăn vừa làm thơ không? Dạ, cũng có. Có làm chứ, bài thơ, trời ơi, thơ là phọt ra mọi lúc mọi nơi. Nếu mà mình có cảm hứng đúng không em? Ở đây rung quá không? Cảm hứng hay là cho em ca một đoạn? Ca một đoạn không? Bây giờ rung quá rồi cho nó hát bài đi. Thoải mái lên nào Nhã. Dạ dạ. Bắt đầu. Nhớ xưa mình nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Xe cùi bắp bể bánh ngoài đường hả? Dạ. Trời ơi, nhắc tới kỷ niệm ngày xưa rồi. Giờ thoải mái chưa? Dạ đỡ hơn à. Hơn rồi đúng không? Có điểm yếu nào không bạn nam á? Dạ, điểm yếu của em là hơi mập, bởi con một xíu. Đừng có nói chữ mập. Dạ. Nó đụng chạm tới một người nào đó. Hiểu dạ không? Chắc đụng chạm tới em á. Đụng chạm đến rất nhiều người Linh à. Trong đó có Linh nữa đó. Dạ, với lại giọng nói của em hơi nhỏ. Hơi nhỏ, nói lớn lên, thoải mái lên. Dạ. Đường tình duyên em thế nào rồi Nhã? Dạ, em trải qua một mối tình ở tại Gò Vấp gần đây. Do bạn gái hiểu lầm nên chia tay. Hiểu lầm, yêu nhau mấy năm? Dạ, quen nhau 2 năm, chia tay nay cũng 3 năm rồi. 2 năm mà sao hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Dạ, có lần bạn nhắn tin với em, bạn tâm sự gì, tại vì bạn cũng có chồng rồi. Ủa lần sao bạn chồng? Bạn học. À, tâm sự là cuộc sống gia đình không có được hạnh phúc đó. À. Rồi đang nhắn tin bình thường, em không có lời lẽ nào là gọi là ngọt ngào hết. Nhưng mà trong lúc đang nhắn tin thì bạn gái tới nhảy vô nhắn tin Zalo luôn. Dạ. Rồi nhắn tin đóng vai em nhắn với người kia luôn. Rồi nghĩ em là răng nhăn bậy bạ cho nên bỏ luôn. Chia tay. Dạ. Trời đất ơi, chuyện đơn giản quá, vậy là bạc kêu quá ghen rồi. Thôi, đó có mối tình thôi đó. Bỏ nha, chia tay 3 năm rồi. Còn đàn gái sao? Em sao? Dạ em thì em cũng có hai mối tình chính thức của em. Thì mấy bạn đều là nhỏ tuổi hết. Nên là do không cùng quan điểm nữa. Với lại mình kiểu như mình lớn hơn bạn á, nên suy nghĩ của mình khác hơn bạn. Nên là hai đứa em không hợp nữa, nên là chia tay. Vậy hả? Chia tay em quen cũng được bao lâu? Dạ quen được cũng hơn 3 năm á. Và chia tay cách đây cũng 3 năm rồi. Nói chung á là em xinh xắn như vậy đúng không? 3 năm rồi, lý do tại sao lại không yêu nữa? Tại vì lười á chị. Làm biến yêu luôn hả? Dạ. Mình chỉ tập trung lo công việc của mình thôi. Ồ. Hy vọng là ngày hôm nay là mình sẽ tìm được một cái nửa của mình ha. Dạ. Vậy cái hình mẫu lý tưởng của em là gì?
Hình mẫu của em á, thì bạn nam thì cao tầm trên 1m7. Tại vì em lùn rồi nên là em muốn bạn nam của mình cao hơn á, để có thể che chở cho em hơn. Với lại là chung thủy và chân thành là được. Có cần phải đẹp trai như ai không? Như một cái hình mẫu nào đó không? Dạ không, nếu mà em nhìn em thấy được là được rồi. Được là được á, dạ. Chị qua chị thử có được không nha. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Chị hỏi rồi, hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng dạ. Được anh. Được mà, trời tao mập tao phúc hậu mà. Đừng có nói ha, dạ, chào dạ. Em dạ. Dễ thương, mặt có duyên. Đúng rồi, đâu em cao 1m bao nhiêu? Dạ 1m82 chị. 1m82 lận. Dạ. Ôi em ơi, ngoài tiên liệu luôn em ơi. Em có cái tiêu chuẩn gì về bạn gái của mình không? Bạn gái em là chỉ cần dễ nhìn chút xíu là được à. Cao trên 1m50. Cao 1m50. Dạ, trên 1m50 ha. Vừa đủ. Dạ, đừng cao quá, cỡ em 2.0 nhìn nó không hay lắm. Em mét nhiêu vậy cơ? Dạ em có 1m52 chị. 1m52 vậy là dạ. Cũng hơn tiên liệu được 2 phân hết cơ. Dạ. Em không dạ. Thích cái gì ở bạn gái mình? Dạ. Không thích bạn gái là có anh nuôi hay là em nuôi chẳng hạn. Đừng có anh nuôi em nuôi gì phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Của người ta có anh nuôi em nuôi chuyện của người ta chứ nói gì không thích. Cái đó là quan trọng cho mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mỗi người mỗi ý, tôi cũng vậy là dạ. Tôi không có thích như... Ông. Nhưng... Bạn tôi, anh nuôi, em nuôi rồi chị, trời nó mệt lắm đúng không? Dạ. Ủa trong bạn cuộc sống bạn. Cần có những cái mối quan hệ không. Tình... Bạn là bạn, anh em là anh em chứ đừng gắn chữ nuôi vô trời, mệt anh lắm. Anh nuôi em nuôi bình thường. Chị đồng quan điểm với em á. Thế đàn trai được không? Sao? Nói chung là nếu mà em mong một cái cây cao bóng cả để che chở cho em thì đây là ngoài tiên liệu luôn. Một bờ vai vững chãi để quá có thể vững dựa luôn, vào. Quá vững luôn á. Để tôi qua tôi coi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Đó. Sao mà xinh gái quá vậy? Thì đó dạ. Mới nói. Cảm ơn anh. Được nha. Dạ. Đàn trai thấy là thấy chịu rồi đó. Dạ. Em gái không thích gì ở đàn ông? Em thì không thích lăng nhăng hơn. Lăng nhăng mà không nhăng ha. Là cũng nhăng đừng... là nhăng, lăng là lăng ha. Là cũng cái đừng nào, có để cái cho. Cái nào cái nấy vậy rõ ràng. Đúng rồi. Em hình dung bạn trai bên đây sao? Gấp mấy lần em có hình dung nổi không? Dạ chắc gấp đôi ạ. Gấp đôi vậy em chịu không? Được, đủ che chở em là được rồi. Có khi gấp ba dư luôn á, dư. Nó chơi chọc với hoài dạ. Dễ thương lắm, mấp mếp dễ thương lắm ha. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba em ạ. Với lại bạn em ạ. Rồi, xin chào nhà gái. Chào ba. Dạ, xin chào chương trình. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Thì ba thấy anh này thì cũng được. Nhưng mà chuyện riêng số này kia là tùy con ba nhường quyền cho con quyết định. Hồi xưa em nghe ông nội bà nội nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cha mẹ không có đặt con cái được, tự con cái quyết định. Dạ. Nhiều khi nó đặt ngược lại mình phải ngồi đúng chỗ nó dạ, đặt. Đúng rồi. Rồi vậy là bên đàn gái dễ dàng dễ thương ha. Em đi với ai? Dạ em đi với ba của em. Có ba nữa hả? À ba luôn. Rồi được quá. Chào ba. Dạ xin chào Quyền Linh. Chào Hồng Vân. Dạ. Và chào chương trình. Chào tất cả khán giả có mặt hôm nay ở trường quay. Tôi thấy là rất là hài lòng. Nhưng mà dù muốn dù không cũng do con mình là chính. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo cái điều kiện để cho con có cái sự gặp gỡ hôm nay. Và nếu có thể được thì chúng tôi sẽ đốc thúc để tiến hành hôn nhân cho sớm. Hay quá. Vậy thôi bây giờ anh xui bên đây nói với anh xui bên đây bây giờ anh xui đi. Em chào anh. Đúng là hai người bắt tay em cũng muốn cho con cái mình có một cái mối tình đẹp và hạnh phúc sau này, thì em cũng muốn coi như là con mình sau này có một hạnh phúc trọn đời. Dạ tôi cũng vậy và rất mong là nếu như được hai gia đình của chúng ta sẽ càng kháng khích hơn. Trời hay quá trời. Cưng quá rồi. Hai xui gia tương lai gặp nhau ha. Thôi mở rào lẹ đi cho chúng gặp nhau đi. Mở rào ha. Để cho sắp nhỏ nó gặp coi sao nè. Rồi mở rào. Bắt đầu nha Nhã ha. Dạ chào anh. Tặng quà tặng đồ đi. Dạ em có món quà này tặng anh là nước hoa. Thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. Anh cũng thích nước hoa anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ dạ. Mùi nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra anh. Dạ cảm ơn anh. Hãy cho em hỏi câu trước đi. Dạ. Em gặp anh thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng mụm mỉm, dễ thương.
Cảm ơn. Dạ. À, anh thấy em thế nào hả? Ừ. Em rất là dễ thương. Dạ. Cảm ơn anh. Dễ dàng nữa. Công việc của mình là thường là cuối tuần là mình có rảnh không anh hả? Rảnh em. Một ngày rảnh khoảng 4 tiếng. Vậy anh có ngại mà đi từ Long An mà lên tới Sài Gòn không anh hả? Anh thấy ở đây cũng gần chứ không đến nỗi là xa. Dạ. Về tình cảm thì mình đi đâu mà không được. Dạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Thì không biết là anh có dự định là khi nào mới lập gia đình ha? Anh thì trước khi đến đây là đã muốn lập gia đình rồi, cho nên mới đăng ký lên bản mối hẹn hò. Dạ. Dạ em muốn tìm hiểu với nhau cho kỹ, với lại tìm hiểu nhau nhiều hơn ha, thì em mới quyết định tiến tới hôn nhân. Tại vì hôn nhân là hạnh phúc cả đời mà, chứ đâu phải là một hai ngày là mình quyết định được. Không biết là anh có thích chơi thể thao không ha? Chắc không thích quá. Lúc trước khi chưa mập thì hay chơi lắm. Bây giờ rất thích nhưng mà nói chung không có thời gian. Nếu có thời gian cũng chơi được những môn như hai người chẳng hạn. Là môn gì anh? Đánh cầu lông. Cầu lông cũng vận động mạnh chứ không phải là cầu lông là nữ. Rồi hai đứa nghĩ tới tương lai coi, giờ thí dụ lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi con cái làm sao? Ví dụ như là sau này mà có về chung nhà thì anh có muốn là đưa tiền với em giữ hay không? Mới gặp em là anh đã yên tâm về phần đó rồi. Dạ. Tại thường làm ngân hàng là giữ tiền rất là kỹ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em giữ tiền là em không có tính lãi đâu nha. Lỗi gián chịu á. Nhưng mà nếu mà em gọi em giữ thì em sẽ trả ra lãi suất tiền gửi cho anh không? Dạ không, em không trả lãi. Dạ. Em nói là anh đâu cần lãi, có em là anh lãi cả cuộc đời rồi. Mới gặp em anh có nghĩ ra được mấy câu thơ. Dạ. Anh đọc nha. Em là ai sao lại đến đây, gieo thương nhớ nơi bình yên đến lạ. Chắc ông trời duyên nợ đã xe đôi. Này em hỏi xin đừng xa rời nhé, bấm nút này anh sẽ mãi bên em. Dạ. Cảm ơn anh. Thơ đó anh sáng tác luôn hả? Anh mới nghĩ ra luôn. Hôm gái em hát là ai đi. Sao em lại đến đây? Em biết hát không? Em hát thì em hát dở lắm. Kể nó vui đó mà. Hát cho vui. Nào. Hát thay lời muốn nói đi, muốn nói gì với ảnh nó mượn lời ca tiếng hát nói đi. Dạ. Anh ơi bao lâu mới đến ngày mai, đêm nay tại sao lại trôi quá dài. Đường về một mình chẳng còn em ai, như đường mình đi mới đây. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lớn lớn ngất ngây. Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đang lan tỏa trong tim em. Hết rồi. Cũng như đó. Em tiến tới, mình nắm tay cô gái, mình nói hết những cái gì nữa về suy nghĩ về cô gái, để mình có thể trao cảm xúc đầu tiên cho nhau thử coi sao nào. Muốn nói gì nói, một câu rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Nắm tay cô gái nào. Trời nắm cũng rung nữa. Nhìn thẳng vô mắt cô gái. Mắt ấm áp nè, đôi mắt ấm áp. Mong nè. Là tụi mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau. Dạ. Thì em cũng mong là hai đứa cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đó. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Dạ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Nếu thật sự mình rung động, mình đừng ngần ngại bấm nút. Và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu không thích, không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Tại sao lại không bấm? Dạ thì em không bấm là tại vì em thích một người nào năng động hơn. Em mong anh á là sẽ tìm hiểu và sau này có người khác á có cơ hội cho mình hơn. Cảm ơn anh. Khi trái tim người ta rung động thì người ta bấm, không rung động thì không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ đó. Dạ. Hy vọng rằng ở trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái bấm nút cho Nhã và cũng có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái. Đừng lo điều đó. Chúc hai em sớm tìm một nửa yêu thương của mình.